Hôm qua, ngày 1 tháng 8, hãng Honda đã công bố chương trình khuyến mãi mới cho các mẫu xe của mình. Trong số các mẫu ô tô được ưu đãi của Honda trong tháng này, CRV tiếp tục góp mặt. Tương tự tháng trước, trong tháng 8 này, hãng Honda cũng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản G của dòng xe CRV. Trong khi đó, bản L2WD được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ. Giá niêm yết của Honda CRV ở bản G tiêu chuẩn là 1 tỷ 109 triệu trong khi con số tương ứng của bản L2VKD là 1 tỷ 159 triệu. Với ưu đãi lệ phí trước bạ từ chính hãng, khách hàng mua Honda CRV sẽ tiết kiệm được số tiền 111 triệu đồng ở bản G và 58 triệu ở bản L2VKD. Trong khi đó, hai phiên bản còn lại của dòng Honda CRV là L4VKD và E. HEVZS tiếp tục không có khuyến mãi trong tháng 8 này. Đây cũng là hai phiên bản đắt nhất của dòng xe này tại thị trường Việt Nam với giá lần lượt 1 tỷ 310 triệu và 1 tỷ 259 triệu. Chương trình ưu đãi của Honda Việt Nam sẽ được áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 5 đến hết ngày 31 tháng 8. Ưu đãi lệ phí trước bạ sẽ được áp dụng theo mức 10%. Với chương trình khuyến mãi của hãng, khách hàng mua Honda CRV sẽ không cần phải chờ chính sách giảm lệ phí trước bạ của chính phủ. Trong tháng 6 vừa qua, Honda CRV tiếp tục giảm doanh số so với tháng liền trước. Theo đó, xe bán ra 315 xe, giảm 0.6% đồng thời đứng thứ 4 trong phân khúc, xếp sau Mazda CX-5, Ford Territory và Hyundai Tucson. Doanh số cộng dồn trong 6 tháng đầu năm 2024 của mẫu xe nhà Honda đạt 2338 xe, đứng thứ 3 trong phân khúc. Đây có lẽ là một phần nguyên nhân khiến hãng Honda liên tục chạy chương trình ưu đãi cho CRV trong những tháng qua. Honda CRV hiện là mẫu xe có giá bán thuộc hàng cao nhất phân khúc giao động từ 1 tỷ 109 triệu đến 1 tỷ 310 triệu. Đắt sắt ra miếng, mẫu xe này gây ấn tượng với thiết kế thể thao, khỏe khoắn hơn thế hệ cũ, trang bị tiện nghi và an toàn cũng được cải thiện. Đặc biệt, Honda CRV còn là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, có động cơ hybrid tiết kiệm xăng, bên cạnh Havan H6. Tất nhiên, Honda CRV cũng không phải là mẫu SUV cỡ C duy nhất có chương trình khuyến mãi trong tháng 8 bên cạnh Czv còn có Subaru Forester với chương trình tặng lệ phí trước bạ với giá trị từ 50 đến 140 triệu tùy theo phiên bản.